Hello hello, xin chào tất cả anh chị em trong cộng đồng Binốt Việt Nam. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người về cái cách cách mở bọt trên modem Viettel Huawei nhá, HG8145V5. Đấy thì như video trước thì mình đã hướng dẫn mọi người cách mở bọt trên modem của VNPT. Thì ngày hôm nay mình sẽ dành thời gian mình hướng dẫn mọi người cách mở bọt trên modem Viettel. Ở đây thì mình đang tìm sẵn cho một máy đang có modem Viettel như trong giao diện trong trong hình đây. Thì mọi người cùng chú ý nhá. Thì để log được vào cái địa chỉ truy cập vào modem này thì cũng như cái video hôm trước mình có chia sẻ với mọi người, thì các bạn cần phải tìm được cái địa chỉ default gateway ở đây nhá. Thông thường thì nó sẽ in ở dưới mặt dưới. Riêng modem Huawei với ZTE của Viettel thì nó sẽ in ở mặt dưới, các bạn không cần phải gọi tổng đài. Mình sẽ ngửa cái mặt dưới lên và nó sẽ ra cái địa chỉ default gateway này. Đấy, 192.168.1.1. Còn không thì các bạn vẫn cứ vào lại CMD này. CMD này. Xong rồi ghi là IP config này. Đấy, nó ra như này. Thì các bạn truy cập với địa chỉ như này. 192.168.1.1. Sau khi nó log được vào như này rồi, thì nó sẽ yêu cầu đăng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Thì ở đây mình đã bảo bạn này đăng nhập sẵn vào rồi. Cái mật khẩu chính là cái mật khẩu truy cập vào modem ở dưới nhá, nó có in sẵn rồi đấy. Dòng trên thì mặc định là admin, ở dưới sẽ là mật khẩu các bạn nhập vào đấy. Rồi, nó sẽ ra, dòng đầu tiên nó sẽ ra giao diện như này. Thì cũng như tất cả các modem khác thì việc đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra được là cái địa chỉ IP WAN, xem nó có trùng với lại bên này này, do IP 171 này, đuôi là 85 đấy. Mình nhìn qua như này thì thấy khả năng là nó sẽ trùng, bởi vì Viettel là chạy hay chạy đầu 171. Nhưng mình cứ kiểm tra lại cho chắc nhá. 171.85 này. Bây giờ quay lại này. Mình vào status nhá. Status ở đây này. Sau đó vào mục WAN này. WAN information nhá. Tất cả cái dòng Huawei HG1845 này hay 8045 ấy, đấy nó sẽ chạy chung một cái giao diện như này. Rồi các bạn sẽ tìm đến cái dòng internet gạch dưới R này, VID35 này. Đấy, cái 35 này nhá, nhớ là cái 35 này chứ không phải cái 2501 ở đâu. Cái 35 này. Các bạn tìm nhìn sang bên dòng IP address này này. Đấy, nó sẽ là 171 này, 2351 4785. Mình quay lại bên này này. 2351 4785. Ok. Như này là nó đã trùng rồi nhá, thì các bạn sẽ không cần phải gọi tổng đài nữa. Mình sẽ tiến hành bắt đầu vào mở bọt này. Còn nếu như bạn nào mà chưa trùng nhá thì mình sẽ gọi tổng đài của Viettel là 1800 8119. Các bạn bấm phím 2 để gặp trực tiếp nhân viên tổng đài nhá. Rồi các bạn sẽ bảo họ là mở IPv4 để mở bọt camera hoặc là chạy Docker hóa. Sau đó mình sẽ tắt modem đi và khởi động lại. Ok, bây giờ tiếp tục mình sẽ, sau khi mình kiểm tra được cái địa chỉ IP WAN nó trùng rồi, mình sẽ bắt đầu tiến hành mở bọt vào mục, đây nhá, các bạn nhìn thấy mục Forward Group này, cổng chuyển tiếp này. Đấy, mình vào đây nhá. Rồi, nó sẽ ra ba cái dòng này thì mình sẽ vào làm ấn vào vòng dòng DMZ trước này. Đó, nó loát ra rồi, các bạn ấn vào mục New này. Rồi, các bạn phải tích vào mục Enable nhá, cho nó kích hoạt lên nhá. Enable lên này. Rồi, các bạn điền dòng dưới đây là mình cài cho nhiều máy ấy, thì kinh nghiệm mình cứ để là .222 nhá. Còn các bạn nào muốn để .2 hay .254 cũng được. Đấy, mình thì mình để .222. 192.168.1.222 này. Đó. Bấm apply này. Cái 222 là nó sẽ dao động từ 2 đến 255 nhá. Đấy, bây giờ các bạn để cao lên. Các bạn để cao lên, bởi vì cái giải IP thấp nó sẽ rất hay bị sung IP nhá, mình để cao lên. Bấm apply vào này. Rồi sau đó mình xong mục DMZ rồi nhá, .22, sau đó bắt đầu mình quay về mục bọt mapping này. Mình quay về mục bọt mapping này thì nó cũng ra giao diện như này. Mình bấm new này. Rồi, ok. Đây sẽ là cái này mình để nguyên rồi nhá, mặc định user này, tick enable này. Rồi, bên này mình sẽ điền mapping, mình sẽ để chữ node chẳng hạn. Cái này tùy nhá. Các bạn để tiếng Anh nhá, để tiếng Việt không giấu. Rồi, tiếp đến bên này, đây nó mặc định nó chỉ có một dòng là 35 này, ok.
Rồi tiếp đến là cái dòng này là cái địa chỉ vừa nãy mình điền DMZ đấy, 192.168.1.222. Cái này để tí nữa mình xét theo cái địa chỉ IP tĩnh của máy tính nhá. Như rất nhiều clip mình hướng dẫn mọi người ấy, thì tí nữa mình cũng phải xét cái chỗ dưới này. Theo cái địa chỉ 22 này. Rồi, sau đó mình bấm add này và mình thêm từng cổng một vào đây. Các bạn sẽ thêm từ 31400 đến 31409 nhá. Đấy, bạn nào mà muốn nhanh thì mình thêm 31400 đến 31409 luôn. Đấy, còn mình thì mình cứ làm từng cổng một hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Đó. Các bạn thêm đúng như này nhá. Thêm đúng cái ô này này, còn cái ô cuối mình không cần phải thêm đâu. 31405 này. Ba một bốn không sáu này. 31407 này. Thì đối với những cái dòng modem của Viettel nhá, với modem của VNPT thì chúng ta chỉ cần thêm tắt từ 31400 đến 31409 được, còn riêng cái dòng FPT là chúng ta phải thêm từng cổng một như này nhá. Nó sẽ bị nghẽn cổng đấy. Đấy, mình phải thêm đúng như này này. Nhưng còn Viettel VNPT thì được phép làm tắt được. Đấy, 6789 ok đủ nhá. Bật nắp ly lại này. Rồi, sau đó mình sẽ quay về mục đây mình dịch cái này. Mình sẽ quay về mục IP tĩnh ở máy tính nhá, chuột phải vào máy tính này. Đấy. Open này. Cái này mình hướng dẫn rất nhiều nhưng mà mình cứ làm lại cho mọi người dễ hiểu này. Internet này. Đấy, Network and Sharing Center này. Rồi, Internet này. Property này. Rồi, kích đúp chuột trái và IPv4 này. Đấy, ở đây mình thêm đúng cái này rồi nhá. Các bạn phải thêm như này thì bọt nó mới thông được nhá. Thêm đúng như trong cổng của các bạn mở 3 con 2 này. Các bạn mà để 221 hay là 22 hoặc là 223 là sẽ không thông đâu. Buộc phải đúng như này. Rồi, các thông số bên dưới giữ nguyên như này. Ok. Rồi sau khi mình tiến hành mở bọt ở modem với lại mình set IP tĩnh cho máy tính xong rồi thì mình sẽ quay về check bọt ở trên trang bimod.de nhá. Thì để đảm bảo được cái trang này nó thông được 3 cổng thì các bạn phải bật hai app là Docker và Binode lên nhá. Nó phải đang chạy nhá. Ở đây này, nó đã đang chạy có khối về này. Con này thì mình vừa mới cài xong mà nó chưa khối nó chưa đồng bộ được nhá. Bắt đầu mới đang chạy thôi. Vẫn block vẫn là một. Nhưng mà cổng nó vẫn thông nhá. Bây giờ mình sẽ check lại này. Cổng nó vẫn thông được nhá. Đó, ok. Nó thông 3 cổng 156 mili giây này. Đó, còn ví dụ như bạn nào mà nó chưa thông được đây thì các bạn chuyển qua mục và check 1 giây nhá. Vì nhiều cái modem nó độ trễ nó cao ấy. Nó trên 300 mili giây ấy. Đấy. Ok, như này là các bạn đã mở bọt thành công rồi nhá. Đấy thì trên đây là cái toàn bộ cái video mình hướng dẫn mọi người về cách mở bọt trên modem Huawei của Viettel. Mình còn rất nhiều các loại modem nữa nhá. Mình sẽ dành thời gian để mình làm clip chia sẻ cho mọi người. Và cuối cùng cũng xin mọi người cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh nhá, để mình ra được nhiều video thú vị hơn nữa. Mọi thắc mắc thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo của mình là 083 250 1995. Đấy, anh em nào có nhu cầu lắp máy chạy nốt thì inbox Facebook Lê Đức Anh, nhóm Binốt Việt Nam. Mình để đường link ở dưới nhóm Telegram. Đấy, số điện thoại của mình là 083 250 1995. Ok, mình xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào mọi người.